为星妻子，什么呼叫圣极有吗？纵发世上更多再见，俗世纷争不如食尽已分裂，挽手飞奔沧海上九天，一缕正气冠于琥珀月，划破纷天激发豪气张狂澜，要把星空清洗四海中，回复朗一的自觉自然，用我心中一滴血洗净明月。Các người thông đồng với nhau để gạt trẫm. Không có đâu Hoàng thượng. A Nhật, người dám cướp hoàng hậu của trẫm, người đâu? Lập tức đem ra chém. Người không thể giết thần hoàng thượng. Tại sao? Người quên là người đã cho thần một kim bài miễn chết hay sao? Thì ra là có người có âm mưu từ trước. Không được, ta nhất định phải cứu cụ Tinh Tinh. Hoàng Nhi, ê, thật là con bị làm cho ta nhức hết cả đầu à. Không phải đâu phụ quan, Tinh Tinh mới chính là người trong mộng của con. Ta biết, nhưng con đã tác hợp cổ và nhập siêu hiệp rồi, lại còn trước mặt bá quan văn võ tặng cho họ Ngọc Quyên Ương nữa. Ta thật không hiểu con đang làm cái gì nữa. Phải đó Thái Thượng Hoàng, một vợ không thể lấy hai chồng được đâu. Không được, ta là hoàng thượng, ta nói thế nào thì làm như vậy. Không được đâu hoàng thượng, cô có muốn người cũng đừng có chịu. Tối qua hậu đã. Người nói cái gì? Theo ý người động phòng đó. Người hoàng thượng à, người hạ tất phải tức giận chứ. Bây giờ dán đã đóng thuyền rồi, hạ tất phải vì họ mà tổn hại long thể. Trên đời này thiếu gì người đẹp, có phải vậy không? À, hoàng nghi à, quân vô hí ngôn, họ là do con tác hợp, nói không chừng là ý trời. Hoàng Nghi à, con xem cô Kiều Kiều kìa, mặt to ha, miệng to ha, mắt to, eo thô, tướng có phúc đó. Thôi vậy đi, để Thái Thượng Hoàng ta tác hợp cho hai đứa. Cổ hả? Tôi nè, tỷ có để ý lúc nãy khi Thái Thượng Hoàng bắt hoàng thượng cưới tỷ hay không? Mặt của hoàng thượng lúc đó để đoán chắc chắn là mất ngủ mười mấy ngày luôn. Để nói đã chưa? Chưa xong đâu, Thái Thượng Hoàng nói tỷ mặt to, mũi to, miệng rộng, rất có phúc đó, rất có tiền tài. Câm miệng đi, có tin là tỷ chọc lét đệ không? Nè, tin chưa, đứng lại cho tỷ. Nè, mũi không khỏe hả? Tất nhiên là không khỏe rồi, huynh thừa nước đục thả câu. Mũi nói gì vậy? Hả? Mũi khi nào có cái gì với huynh? Huynh có cái gì với mũi khi nào? Thì ra hai người, cái gì? Cái gì? Không có. Động phòng đó. Nè. Im miệng, ai là đại tẩu chứ? Muội đó, hoàng thượng đã ban hôn rồi, có Ngọc Quyên Ương làm chứng nữa, coi đi. Đó chỉ là cách để muội không cưới hoàng thượng thôi. Nhưng muội cũng không thể hối hận, muội đâu có chống đối hoàng thượng được. Bổn tiểu thư không thích tức là không thích, hoàng thượng cũng không ép muội được. Đừng lấy hoàng thượng ra để dọa muội. Huynh cũng đâu có nói là muốn cưới muội. Nè, còn không đuổi theo? Đuổi theo làm gì? Đã giúp mụi ấy còn không biết cảm ơn nữa, không thèm. Phải đó, còn giận người ta. Dạ. Yeah. Xin mời. Giúp ta cảm ơn lão gia nhà ngươi ha. Cô lão gia, đây là lão gia nhà tướng nhân tặng Sao hôm nay náo nhiệt dữ vậy? Trấn chúng ta có người làm hoàng hậu đó. Nè, người nói thử coi hoàng hậu có miễn thuế cho dân làng chúng ta hay không đi. Dạo này khó khăn quá à. Vậy sao? Đúng rồi đó, khó khăn thiệt á. Cầu huynh à, chúc mừng huynh đã trở thành quốc tượng. Tiên Trầm huyện hết là rạng danh tổ tiên. Phước này phải tụi mấy kiếm mới có được đó nha. Danh dự như vậy không phải ai cũng có đâu. Chuyện xong rồi hãy nói hả? Nói đúng lắm mà. Còn huynh à, tôi đã sớm nhìn ra huynh có tướng phú quý rồi, sớm muộn gì cũng làm xui với những người quyền quý. Nhưng không ngờ lại chính là hoàng thượng. Nè, làm gì có Tinh Tinh lúc còn nhỏ
thường tới nhà của tôi chơi lắm đó nghe không? Tôi còn nhớ tôi mua rất nhiều đồ chơi cho nó chơi nữa đó. Đúng rồi. Vậy sao? Nè, nói mới nhớ nha, Tinh Tinh hồi nhỏ rất là thích ăn tàu hủ à. Có lần tôi phải đi tới mấy con phố mới tìm được tàu hủ cho nó ăn. Nhưng mà đó là chuyện cũ rồi. Quan trọng là bây giờ Tinh Tinh nó làm hoàng hậu rồi á, nó đừng có quên đám trưởng bối như chúng tôi đã yêu thương nó như thế nào. Hai người yên tâm đi, tôi nhất định sẽ kêu Tinh Tinh nói tốt cho hai vị trước mặt hoàng thượng á. Tôi hiểu mà, cần nói nhiều làm vậy. Cảm ơn, cảm ơn thầy. Quá tốt, quá tốt. Không có gì. Hoàng hậu mới về. Cái gì hoàng hậu chứ? Hoàng hậu về rồi hả? Đủ rồi nha, đừng có một câu trước hoàng hậu, một câu sau cũng hoàng hậu. Tôi không phải là hoàng hậu, đừng có gọi lung tung. Làm sao? Cha. Sao kỳ vậy? Về rồi. Cha, mẹ con đã về rồi. Im lặng. Tinh Tinh, sao con lại vậy? Con không có làm hoàng hậu. Hả? Không làm nữa. Tiêu rồi. Cứ ngỡ được làm quốc trượng quan tông diệu tổ, giờ thì hết rồi ha. Lão gia dùng trà. Uống trà cái gì nữa? Lão gia, thật ra cũng không thể trách Tinh Tinh được, là hoàng thượng sai mà. Hơn nữa Tinh Tinh cũng không thích hoàng thượng, gả vào nhà quyền quý rất phức tạp, huống hồ gì là hoàng cung, vậy thì càng không thể biết được trong đó thế nào. Cha, nếu bác con phải lấy hoàng thượng, con chỉ có con đường chết thôi. Cho dù bây giờ con chịu lấy thì chưa chắc hoàng thượng chịu lấy con đâu. Con thật xem cha không có tình thân hay sao? Không lo sống chết gì hết. Cha, vậy là cha không thích con nữa. Cái này gọi là số trời đã định. Cái duyên chìa khóa vàng của con chưa dứt, có gả cho hoàng thượng chưa chắc là hạnh phúc à. Cha thật là người hiểu ý con nhất đó. Giống như bây giờ nè, tôi muốn gặp con gái tôi lúc nào cũng được. Gả vào cung rồi, trời ơi, muốn gặp nó cũng phải chờ phê duyệt, phiền phức dữ lắm mà, đâu có chịu được à. Phải đó. Nguyệt ca ca, mũi đút Quynh ăn nho nha. Ngọt không? Mạnh hơn đi. Rửa rồi. Đút từ từ thôi. Đút từ từ. Tỷ nói đi. Tỷ nói đi mà. Nguyệt ca ca, gì? Tụi mình khi nào thì... Cho mượn tay. Để làm gì? Nhã hột. Khi nào gì? Thành thân đó. Ôi trời ơi, hai người thiệt tình à, muốn lấy chồng dữ vậy hả? Sao không mắc cỡ chút xíu nào hết vậy? Thiệt là mất mặt quá đi. Sợ gì chứ, ở đây toàn người nhà thôi mà. Ở đây Kiều tỷ tỷ lớn nhất đó. Còn nói thành thân nữa, xem chút nữa đã bị hoàng thượng chém đầu cả nhà rồi. Được tại hai cô hết. Bọn muội có làm gì đâu chứ. Thì hai cô ép cưới cho nên mới ra vậy. Liên quan gì đến bọn muội? Lễ nghĩa chi ban hai người biết không? Biết chứ. Biết không? Biết thì tốt rồi. Quân trưởng lớn nhỏ có thứ tự, hai cô biết không? Cái vậy đi. Vậy đi cái gì? Ngốc quá đi. Lớn nhỏ có thứ tự. Nếu có thứ tự thì đương nhiên A Nhật là anh lớn, phải cưới trước rồi mới tới lượt tôi chứ, đúng không? Thứ tự không thể loạn được, loạn sẽ gây ra xung khắc tương tàn. Xung khắc tương tàn sẽ có đại quả đó. Cho dù kết hôn trước A Nhật cũng không thể. Cái gì xung khắc không hiểu. Chuyện xung khắc này hả? Nhẹ thì sinh ly. Tôi rất muốn thành thân với hai người, miễn cưỡng thành thân thì cũng không thể bên nhau tới già được. Nặng thì tử biệt sẽ chết luôn đó. Hai người không sợ sao? Không nghiêm trọng vậy chứ. Không tin thì hỏi Kiều Kiều tỷ đi. Cô hỏi nghe tôi hỏi đi. Kiều Kiều tỷ à, có phải nhỏ không được vượt lớn hay không? Ý của đây là kết hôn đó, kết hôn đó. Nhỏ không được kết hôn trước, có phải không? Kiều tỷ tỷ không được ha. Nghe chưa Kiều Kiều tỷ nói ừ kìa. Không thể nào đâu. Không sợ. Hoàng thượng đã tác hợp cho Nhật đại ca và Tinh Tinh cô nương rồi mà. Hai con nhìn con ấy kìa, tức tới nổi mũi cong luôn đó, giống Tân Lan không? Nhật đại ca, không phải Quynh và Tinh Tinh cô nương kết hôn rồi sao? Kim qua sao lại nói như vậy chứ, người ta mới cãi nhau xong đó. Cãi nhau? Ơi, cái gì mà cãi nhau chứ, Tinh Tinh căn bản là chưa có từng thích Quynh mà. Cái gì chứ, Nhật đại ca tốt như vậy, Tinh Tinh cô nương sao lại không thích Quynh? Phải đó, tỷ thấy muội cũng thích Nhật đó, chỉ là không nói ra thôi, lại còn bướng bỉnh. Mà cũng có thể là Tinh Tinh chưa phát hiện ra những điểm tốt của Nhật thôi. Vậy khi nào mới phát hiện chứ? Không biết. Nói tóm lại, A Nhật chưa thành thân, tôi không thể thành thân trước Quynh ấy. Hả? Tỷ tỷ à, tỷ nói coi họ có gạt chúng ta không? Lúc thì nói không lấy được, lúc thì nói thế này, không được thế kia cũng không được luôn. Không thể sống đến già đó, muội dám thử không?
Nói vậy thì chúng ta không cần ông chồng này rồi. Vậy thảm lắm đó tỷ biết không. Hơn nữa chúng ta đã bái đường rồi mà. Trời ơi đừng có ồn nữa, phiền chết đi được. Vậy Nhật ca ca cả đời không cưới vợ thì chúng ta cả đời cũng không gả chồng rồi. Họ cãi nhau thì chúng ta giúp họ làm lành thôi, có gì đâu. Đâu có dễ như vậy đâu, hai người đó bướng lắm, trừ khi là loạn tính. Nghe Liễu, khi nãy muội nói gì? Cái gì chứ? Nói đi, câu cuối cùng đó. Loạn tính mà. Muội còn nhớ Thiên Sơn có một loại đặc sản tên có hài hòa không? Không được đâu, loại cỏ đó bá đạo lắm. Lỡ có chuyện gì tội chúng ta lớn lắm đó. Trời ơi, chúng ta có thể giúp họ gặp mặt nhau. Nếu họ gặp mặt làm lành được thì không cần dùng đến cỏ hai quà rồi. Lỡ có chuyện gì thì sao đây? Có chuyện hả? Hoàng thượng đã phong cho họ là kim đồng ngọc nữ rồi. Sớm muộn gì cũng phải động phòng thôi. Chúng ta chỉ là giúp họ làm sớm thôi mà. Đâu có tội đâu. Theo tỷ thấy, mình làm vậy giúp họ thành đôi đó. Tỷ nói cũng có lý lắm. Vậy còn chờ gì nữa chứ? Làm theo kế hoạch vậy đi. Nhị nương kêu mình lên đây chờ sao không thấy nhị nương đâu. Nhị nương, nhị nương ơi. Tinh Tinh, huynh đến đây làm gì vậy? Là muội hẹn huynh tới đây mà. Ai hẹn huynh tới đây chứ? Khi nào? Kiên Quan Ngân Liễu. Tinh Tinh à. Chuyện gì? Thật ra là huynh. Huynh cái gì mà huynh chứ? Muốn xin lỗi thì nói luôn đi. Còn lâu á. Nè, huynh nói cái gì vậy? Huynh không biết nói mấy câu xin lỗi hay sao chứ? Giờ không phải là lúc nói xin lỗi mà là lúc nói lý lẽ. Bây giờ tôi kêu huynh xin lỗi chứ không phải là nói đạo lý đâu. Muội có biết tại sao người ta phải xin lỗi hay không? Tức là nếu làm sai thì phải xin lỗi, nếu không làm gì sai thì cần gì phải xin lỗi chứ? Huynh đừng tưởng là muội muốn huynh nói xin lỗi muội lắm. Muội không muốn nghe sao còn bắt huynh nói. Không phải lúc nào cũng có cơ hội đâu, nói cho huynh biết. Đúng đúng vậy, cơ hội không phải lúc nào cũng có, nhưng mà cơ hội để dành cho muội tốt hơn. Huynh không chịu xin lỗi chứ gì? Trời ơi, Ngân Liễu, mở nắp ra đi. Muội làm hả? Sao muội nhát quá vậy đấy tỷ? Nè, đưa đi. Huynh đi đi. Bịt mũi lại. Huynh hay lắm. Muội lại sao vậy? Lại đây. Huynh muốn làm gì? Lại đây mà. Huynh làm gì vậy? Nói cho huynh biết nha. Huynh đừng không có đi. Huynh làm gì vậy chứ? Đừng mà, đừng có đi. Lại đây. Vô liêm sỉ. Lại đây. Lại đây. Lại đây. Lại đây với huynh. Lại đây với huynh đi. Đê tiện. Trời ơi. Có chuyện gì? Chuyện gì vậy? Hoàng Hải Tinh mau lên đi. Tinh Tinh lên đi. Cho tụi tôi vào. Không được đâu mà, không được vô đây đâu. Không được đâu. Tinh Tinh không được vô. Nè, các người à. Cửa lão gia, cửa lão họ. Cửa lão gia của phu nhân. Nhật Thiếu Hiệp, tôi thật không ngờ cậu làm chuyện hạ lưu như vậy. Cậu còn mặt mũi đến cừu gia chúng tôi sao? Cừu phu nhân à, nghe tôi giải thích đi mà. Phải đó cừu lão gia, cừu phu nhân, chuyện này không phải là của Nhật ca ca, là tỷ muội chúng tôi làm đó. Là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm ha? Chuyện như hồi nãy người nói ta làm sao tin các người được đây? Thiệt tình làm sao tin được? Không cần biết là cừu lão gia có tin hay không, tôi chỉ muốn Tinh Tinh cô nương và Nhật đại ca làm lành thôi, chúng tôi mới có thể gả chồng, ai biết được là thành như vậy. Thật sao? Là thật đó, chúng tôi dùng loại cỏ này làm Nhật đại ca loạn tánh, huynh ấy không biết đâu. Ê, trời ơi, cô coi các cô đó thiệt là quá đáng mà. Mọi hậu quả chúng tôi chịu trách nhiệm. Xin cô lão gia cho Nguyệt đại ca vào giải thích với Tinh Tinh cô nương đi. Cùng phu nhân nói giúp đi mà. Nếu chuyện này không có liên can đến Nhật Thiếu Hiệp, vậy mình cũng nên cho cậu ấy một cơ hội để cậu ấy giải thích với Tinh Tinh. Phải đó lão gia. Cho cậu ta vào ha. Xin ông đó. Được rồi, được rồi, mau vào đi. Tạ cụ lão gia, cụ phu nhân. Dễ có người. Tiểu thư à, cô đừng có như vậy nữa. Tinh Tinh à, mở cửa đi, huynh giải thích với muội nè. Tinh Tinh, có gì phải giải thích chứ, huynh rõ ràng là người xấu bị ổi vô liêm sỉ mà. Huynh cũng đâu có ngờ sẽ như vậy. Vậy huynh muốn như thế nào huynh mới vừa lòng hả dạ đây? Muội để huynh vào trong giải thích rõ ràng cho muội biết đi mà. Phải đó tiểu thư, tiểu thư để Nhật thiếu gia vào trong rồi hãy nói. Nè, chuyện là như thế này, thật tình là huynh không biết gì hết, là Kim Quan Ngân Liễu
Thấy chúng ta giận dỗi nhau, muốn chúng ta làm lành với nhau trước, nên đã nghĩ ra cách không hay cho lắm giúp chúng ta như vậy. Ai nói là sẽ giảng hòa với huynh chứ? Huynh cũng là người bị hại thôi mà muội. À, nói như vậy là huynh nói huynh cặp với muội là làm khó huynh, ép uổng huynh lắm có phải không? Huynh không có ý đó, huynh thật sự không biết chuyện là như vậy. Huynh không biết sẽ thành ra như vậy thì ai biết được đây? Sự thật là vậy mà, muội muốn huynh nói sao muội mới tin đây chứ? Xin lỗi đi. Ôi, xin lỗi hả? Hey, huynh đâu có làm gì sai sao phải xin lỗi chứ? Còn không chịu xin lỗi hả? Huynh năm lần bảy lượt chọc ghẹo muội mà vẫn không chịu xin lỗi là sao đây hả? Huynh không làm gì sai hết sao phải xin lỗi muội chứ? Ý của huynh là những gì huynh làm đều là đúng hết, không chịu xin lỗi muội chứ gì? Huynh không có ý đó, mục đích hôm nay huynh tới đây chủ yếu là muốn giải thích rõ ràng với muội mà thôi. Được, huynh giải thích xong rồi chứ gì? Xuân Đào, tiễn khách. Dạ, Ngọc Thiếu Hiệp. Sao lại có người ngốc như vậy chứ? Nói xin lỗi thôi có gì lớn lao đâu. Nói xin lỗi thì chuyện gì cũng xong hết rồi. Còn lại nhiêu đây thôi. Còn giấu lại không nữa? Không có đâu mà, thật sự không có. Mới có quà hàng này ta sẽ tịch thu. Hai cô còn làm gì bậy bạ ta sẽ không tha cho đâu. Coi người ta thảm chưa kìa. Bọn muội cũng chỉ muốn giúp Nhật đại ca thôi. Còn không nhận lỗi nữa, không nhận hả? Hả? Hai người muốn làm vậy khác nào chia rẽ quy ương chứ, thiệt tình. Được rồi mà Tiểu Nguyệt, họ cũng không có ác ý mà. Xin lỗi Nhật đại ca mà, đại ca. Ê, việc đã vậy rồi bỏ đi. Muội cũng biết con người của Tinh Tinh rồi, cho dù không xảy ra chuyện này á cũng không có chắc là sẽ rộng lượng hơn đâu, có phải không? À, Nhật đại ca, hay chúng ta cùng dỗ ngọt Tinh Tinh cô nương đi. À, được đó, được muội đó. Muội làm vậy là không có được, sao phải dỗ ngọt chứ? Huynh không có làm gì sai cả, dỗ làm cái gì? Anh Nhật đại, suy nghĩ của huynh quá chính xác rồi, phải kiên định tới cùng đó. Ừ. Là nam nhi thì không được nhục nhã. Đây là mỹ đức truyền thống đó. Lương duyên, nói cho nghe, lương duyên á là trời ban, không thể nào miễn cưỡng, đúng không? Hả? Đúng không? Phải. Công Long Song Hiệp, 3 năm không gặp, vẫn thích đùa như ngày nào vậy? Yến huynh, huynh đệ chúng tôi bế quan đã 3 năm rồi, cuối cùng cũng luyện được Công Long Song Kiếm. Nếu không đọ sức với Yến huynh đây, làm sao biết được uy lực của nó? Hai người quá khen. Yến mổ có thể đọ sức cùng hai người đã là một vinh hạnh lớn. Đáng tiếc võ công của ta cách hai người quá xa. Khách sáo quá. 3 năm không gặp, Yến huynh cũng khiêm tốn như vậy. Huynh đệ chúng tôi luyện tỳ chiêu này cũng vì muốn trừ ma thôi. Trừ ma? Yến huynh, pháp ma Dung Mạnh Hào làm hại nhân gian, huynh có muốn cùng chúng tôi đi trừ ma không? Ê, võ công của ta thua hai người quá xa. Hơn nữa trước nay ta không có qua lại với ma giới đâu. Nếu vậy chúng tôi cũng không miễn cưỡng nữa. Vậy Yến mổ chúc hai người mã đáo thành công. Được. Sau khi trừ tà, huynh đệ chúng tôi nhất định cùng huynh uống 3 ngày 3 đêm. Được. Mời. Có gan thì ra đây. Ra đây. Các người đúng là to gan dám thách đấu với pháp ma ta. Tên tay sai kia, người không có tư cách nói chuyện với Côn Lông Sông Hiệp chúng ta. Mau gọi pháp ma ra đây. Muốn gặp pháp ma thì hãy hỏi đau của ta trước đi. Không biết trời cao đất dày, địa ngục không lối, hai người dám bước vào sao? Lên,
Sư phụ. Hắn đã trúng đầu lâu trưởng của ta. Cho dù bây giờ không chết, 3 ngày sau cũng loạn tánh mà chết thôi. Lúc đó chỉ e hắn chết còn thảm hơn nhiều. Tiểu thư à, cô thật có hiếu. Ngày nào cô cũng đến hái 1000 năm quả về nấu canh cho lão gia hết. Cha nuôi dưỡng ta không lớn, chuyện nhỏ như vậy thì có nghĩ gì đâu. Hèn chi lúc nào lão gia cũng khen tiểu thư vừa ngoan vừa có hiếu hết đó. Cũng được rồi đó, chúng ta về nấu canh thôi. Dạ. Vẫn còn thở. Tiểu thư, không biết hắn là người xấu hay tốt, chúng ta đi nhanh thôi. Tiểu thư. Sao nói như vậy được chứ? Không cần biết là người xấu hay người tốt, nhưng mà hắn vẫn là con người, chúng ta không thể thấy chết mà không tiểu cứu được. Tiểu thư à, đi đi. Đừng nói nhiều nữa, mau đỡ hắn về đi. Ờ. Chị Mông à, giúp ta nấu chút cháo đi. Tiểu thư à, tiểu thư đâu biết hắn là người như thế nào đâu. Muộn lại như vậy nữa rồi, chẳng lẽ thấy chết mà không cứu. Tiểu thư, cô quả là người tốt bụng đó. Bồ Tát nhất định sẽ phù hộ cho cô có một lang quân như ý. Muội lại nói bậy cái gì nữa vậy? Mau đi đổ chậu nước khác cho ta đi. Vậy muội đi nha. Nhật thiếu hiệp đến tìm lão gia sao? Không phải. Vậy nhất định thiếu hiệp đến tìm tiểu thư rồi. Cũng không phải, ta đi hóng gió thôi. Hờ. Ê, ê, Xuân đầu tỷ, Xuân đầu tỷ. Ừ? Muốn hẹn tiểu thư chứ gì? Không đưa thư cho ta, sao ta giúp ngươi hẹn cổ được? Ừ, lá thư này lần trước là Tinh Tinh làm trớt ở nhà của ta, nên bây giờ tiện đường đưa cho mũi ấy. Đừng quên đưa cho mũi ấy nghe, nếu phiền thì khỏi. Không phiền đâu. Đa tạ. À, chỉ lại đứt nữa rồi, bực mình. Tiểu thư à, khi nãy ngoài qua viên muội nhặt được lá thư này, hình như là thư của cô đó. Đưa đây coi. Giờ muội gặp tại đào viên đình, không gặp không về. A Nhật. Ồ, tiểu thư, cô không đi sao? Là huynh ấy nhờ muội đưa cho ta có phải không? Ra vẻ bí mật, có phải là muốn bị đánh hay không vậy? Ừ, không phải đâu. Xuân Đào, mau đến cầm đồ giúp ta. Dạ. Muội đi giúp phu nhân nha. Xin lỗi nha Tinh Tinh. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Sao huynh phải nói xin lỗi chứ? Huynh đâu có làm gì sai đâu. Hở một chút là nói xin lỗi, không làm gì sai cũng xin lỗi. Sau này sao ta đi lại trên giang hồ nữa chứ? Thật ra nói câu xin lỗi có gì lớn lao đâu. Kiều Kiều tỷ cũng nói rồi, nữ nhi là phải dỗ ngọt mà. Đàn bà ơi, một chút cũng không phiền.
vì họ chỉ làm cho người xung quanh phiền mà thôi. Nghe tỉnh rồi sao? Ăn chút cháo đi. Là cô đã cứu ta. Ừ. Cẩn thận đó. Tiểu thư à, lão gia về rồi. Về rồi sao? Dạ. Ý, hắn tỉnh rồi hả? Vậy thì tốt quá rồi. Ngươi lại đây dưỡng thương đi, khỏe hẳn rồi hãy đi. Đa tạ cô nương cứu mạng. Không cần khách khí. Không ăn nữa sao? Vậy ngươi nghỉ ngơi đi. Đa tạ. Để muội. Lão gia dùng trà. Cha. Thủy Nhi. Cha về rồi sao? Có mệt không? Không mệt. Coi con kìa. Trời lạnh rồi, con ăn mặc mỏng như vậy, cảm lạnh là không được đâu đó. Nè, cha mặc đi, con không mặc đâu. Cha, uống canh cho nóng nha. Thủy Nhi, sau này đừng đi hái ngàn năm quả về nấu canh cho cha uống nữa. Con coi đi, sáng nào cũng dậy sớm, gầy đến nỗi mặt nhọn ra rồi. Cha yên tâm đi mà, con biết tự lo cho mình rồi. Chỉ cần cha lúc nào cũng có canh ngàn năm quả, cơ thể khỏe mạnh là con vui rồi. Du mạng hào ta có đứa con gái hiếu thuận, không còn mong đợi gì hơn. Tiểu thư không chỉ hiếu thuận đâu, còn tốt một nữa đó lão gia. Ồ, Thủy Nhi, hôm nay lại cứu động vật nhỏ nào vậy? Tiểu thư cứu một người đó. Người nào hả? Ừ, con cũng không biết nữa. Con chỉ thấy tay hắn hình như là bị vật nhọn cào bị thương. Cha, cha không trách con tự ý cứu người lại vào nhà chứ. Con ngốc quá. Cha từng dạy con, giúp người là cội nguồn của niềm vui. Con cứu người sao cha lại trách con chứ? Phải rồi, con cho hắn ở phòng nào? Ở phòng khách đó. Cha mau uống canh đi, để nguội không có ngon đâu. Không bị phỏng chứ? Cha thật vụng về quá. Không sao đâu, để con múc chén khác cho cha nha. Xem con chạy đi đâu. Đứng lại đó. Ta còn tưởng các người tốt bụng. Ngươi muốn làm gì chứ? Đứng lại. Đừng qua đây. Cô đại ca. Không được qua đây. Đi đi. Cô đại ca. Đi. Đi. Không được qua đây. Người tốt nhất đừng làm bậy. Đuổi theo. Bên kia. Đuổi theo. Ê, vậy của tiểu thư nè. Bên đây. Nè, ngươi không sao chứ? Tiện nhân như ngươi không cần phải làm bộ nhân từ. Ta không phải đâu. Đi. Nè. Cũng được, để coi lần này huynh định dở trò gì nữa. Lần này chịu xin lỗi rồi chứ gì. Hả? Đi. Đi đâu vậy?
Đi mau. Thả tao ra đi. Đi mau. Thả tao ra. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Dạ. 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 Cô Nương. Cô Nương à, cô có sao không vậy? Cô Nương. A Nhật, được lắm. Không gặp không về, hẹn ta ra đây để thấy huynh làm trò này có phải gì không? Ta không muốn thấy huynh nữa. Tinh Tinh à, Tinh Tinh à, có phải đâu Tinh Tinh à. Ơi, tỉnh rồi kìa. Tỉnh rồi hả? Đây là đâu? Đây là nhà của tôi. Vậy ngươi là ai? Cô Nương bị người ta truy sát ở đảo Diên Đình. Là ai nhận để cứu cô Nương đó? Truy sát? Truy sát gì chứ? Đau đầu quá. Ê, nè, 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 nè. Đau quá. Không cần vội, không cần vội. Cô đang bị thương ở đâu? Chờ vết thương lành rồi sẽ hết đau thôi. Nè, cô Nương tên gì? Tôi tên Vậy cha cô, mẹ cô, cô sống ở đâu chứ? Cô Nương có huynh đệ tỉ mụ gì không? Tôi không biết nữa. Sao tôi lại như vậy hả? Sao lại vậy chứ? Đau quá. Đau thiệt đó. Sao lại không nhớ? Ê, cái gì cũng không nhớ tỉ sao? À, đừng có hỏi nữa. Nè, tạm thời cô Nương cứ sống ở đây đi. Chờ vết thương trên đầu của cô khỏi hẳn chắc sẽ nhớ lại thôi hả? Yên tâm đi ha. Phải đó, phải đó. Cứ tự nhiên như người ở nhà là được phải rồi. Phải đó. Tên của tôi là A Nhật, đây là Kiều Kiều Tỷ. Nhật còn có một đệ tên là Nguyệt. Ngoài ra chúng nó còn có Kim Hoa và Ngân Liễu nữa. Hai cô cũng tính hả? Tất nhiên cũng rồi. Cũng được, coi như là người nhà đi. Ừ. Đã là người nhà thì không được khách sáo. Đừng gò bó quá. Có thứ gì cần thì cứ nói Kiều Kiều Tỷ Tỷ đây là được rồi. Được mà. Mọi người tốt thiệt đó. Đừng có nói vậy mà. Là mọi người giúp mình thì mình giúp mọi người phải vậy ha, thôi. Tỷ thích nhất là giúp người ngoài mà. Nhật thiếu hiệp rất ít khi khen tỷ trước mặt người tùy khác. Tùy tiện đó. Nói thôi. À, vậy cô nghỉ ngơi đi ha. Chút nữa tôi sẽ pha cho cô Nương một bình trà thật là ngon. Cảm ơn. Ngủ dậy sao ổn thôi bà. Cứ coi như là ở nhà đi. Ngủ một giấc thật là ngon. Nằm xuống. Đừng có ngủ quá nhiều sẽ bị mập đó. Nhìn tỷ ấy là biết rồi. Ý, nấu trà. Nè, nói gì thì nói, sao cổ lại bị như vậy chứ? Cổ bị đụng trúng đầu cái gì cũng không nhớ, cái này gọi là mất trí nhớ. Mất trí? À. Vậy phải làm sao? Dưỡng thương đã, khỏe lại rồi tính sao? Hey, tình hình sao, tình rồi? Sao rồi? Tính lại chưa? Có bị trả thù không? Rốt cuộc như thế nào? Tình hình sao rồi hả? Có khi nào là Võ Lâm cao thủ không? Chỉ có Võ Lâm cao thủ mới bị trả thù xong thôi. Chưa vậy? Cổ còn không nhớ cái họ của mình nữa kìa. Tôi cảnh cáo mấy người nha, đừng hỏi mấy câu này trước mặt của cổ, dễ bị kích động lắm đó. Bọn muội quan tâm cô ấy mà. Phải đó. Cô Nương đó một thân một mình, không biết mình tên gì, cũng không biết cha mẹ mình là ai. Tội nghiệp thiệt đó. Vậy thì sao chứ, chúng ta cứ cho cô ấy ở đây tới khi hồi phục trí nhớ hả? Nhưng chúng ta đâu biết gốc gác của cổ chứ. Sao mà để thương người dữ vậy ha? Phải đó, lần này mà không giúp huynh đâu, muội cũng không luôn. Nguyệt à, ý đệ là cổ không biết gốc gác của mình thì chúng ta sao phải sợ cổ chứ, còn sợ gốc gác gì chứ. Vậy thì vậy được. Được bây giờ cổ bị thương lại ở trong một môi trường xa lạ, chúng ta phải quan tâm cổ nhiều hơn, có biết chưa? Ờ, biết rồi. Nhất là đệ đừng có chọc ghẹo người ta. Có gì mà ghẹo chứ, ai ghẹo chứ. Yên tâm đi, bọn muội sẽ đối xử tốt với cô ấy. Chúng ta phải để cổ cảm thấy đây là nhà của mình. Nhất định. Vô liêm sỉ, bỉ ổi, hạ lưu, đê tiện, đáng ghét. Con người đáng ghét, bỉ ổi, hạ lưu, vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, bỉ ổi, bỉ ổi, bỉ ổi, bỉ ổi, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Sao đây đại tiểu thư vẫn còn giận sao? Nhị nương, con không thích người ta thì sao lại giận người ta chứ? Ai giận hắn chứ? Con ngứa mắt con người xấu xa đó thôi. Hẹn con ra gặp hắn thì ra muốn con thấy hai người họ thân mật với nhau mà. Thiệt là đáng ghét. Con coi con đó, con không nhận đáng ghen. Nhị nương. Được rồi, được rồi, ta không cười con nữa. Nhưng Nhật thiếu hiệp không phải loại người đó. Có phải con nhìn lầm không? Nhị nương tưởng hắn ôm con kiến sao, hắn ôm con người đó. Nhìn lầm sao được chứ.
Nhưng nhị nương nghĩ nó không làm chuyện đó đâu. Nhị nương, đừng có nói nữa, đừng có nói nữa. Nhị nương lúc nào cũng nói giúp hắn hết. Được rồi, không giúp nó nữa, giúp con. Mau đi rửa mặt rồi ăn cơm đi. Ừ. Vô liêm sỉ. Việc đã làm đến đâu rồi? Thủy Nhi đâu? Vẫn chưa tìm thấy. Không tìm thấy Thủy Nhi thì đừng về gặp ta. Sư phụ, con chắc chắn sẽ tìm ra sư muội. Ra ngoài. Dạ. Ăn khuya thôi. Nè, ăn đi cho nóng nha. Ê, đầu của cô còn đau không vậy? Vết thương lành rồi hả? Phải ha. Nè, tôi gọi cô nương bằng nè hoài cũng không hay cho lắm, hay là tôi đặt tên cho cô nha? Dù sao cũng hay hơn chữ nè. Được thôi. Tôi gặp cô ở đào Diên Đình hay gọi cô là Đình Đình đi có được không? Đình Đình hả? Cô có thích không? Vậy sau này gọi cô là Đình Đình nha. Vậy sau này muội sẽ gọi huynh là Nhật ca ca. Được. Ăn thôi Đình Đình. Nè. Cảm ơn. Muội có còn nhớ chỗ này không? Hôm đó muội bị truy sát ở chỗ này nè. Muội nhớ thử coi, người đó cầm một thanh kiếm giơ lên định đâm muội. Muội không có chút ấn tượng nào hay sao? Muội không nhớ gì hết. Nghĩ kỹ lại một chút đi. Hả? Không nhớ gì hết. Muội không nhớ gì hết đó. Muội, đầu muội lại đau nữa rồi. Quên đường muội về nha. Nhưng mà muội thôi bỏ đi, muội có ráng cũng không có nhớ đâu. Vậy thôi. Đinh Đinh. Đinh Đinh, muội ngủ chưa? Dạ vẫn chưa ngủ, để muội rót trà nha. Mời hai tỷ vào. Nhớ chưa? Biết rồi mà. Mời hai tỷ. Đa tạ. Đình Đình nè. Dạ. Hôm nay Nhật ca ca đưa mùi đến đào Diên Đình phải không? Vì mùi có nhớ được gì không hả? Có phải mùi vô dụng lắm không? Thật ra mùi không nhớ cũng chẳng sao mà. Bây giờ mùi ở đây với mọi người thấy vui vẻ là được rồi ha. Thật không? Hai tỷ tốt thật đó. Vì mùi thấy Nhật ca ca có tốt không? Nhật ca ca đương nhiên là tốt rồi. Nói thật nha, muội đừng nghĩ là bọn tỷ tự khen. Nhưng tỷ từng gặp qua rất nhiều đàn ông. Ngoài Nguyệt ca ca ra thì Nhật ca ca là người rất tốt đó. Quỳnh ấy thật sự rất tốt đó nha. Đình Đình nè, muội và Quỳnh ấy hợp lắm đó. Quỳnh ấy tuấn tú, cởi mở, nho nhã, rộng lượng, lại không kênh kiệu. Nói tóm lại, ai lấy được Quỳnh ấy thì đúng là có phước ba đời đó. Thường thì một cô nương gặp nạn được cứu đều nói với đại ân nhân là đa tạ công tử, ân cứu mạng tiểu nữ không có gì báo đáp, chỉ có tấm thân này lấy thân báo đáp. Sao hả? Thế nào hả? Hả? Cái gì như thế nào? Định Định à, nói vậy mà mùi vẫn không hiểu sao? Ý hai tỷ đây là làm tướng công của mùi đó có được không? Tướng công? Phải đó. Sao hả? Nhưng mà mụi làm gì có phước đó chứ. Tỷ coi. Thì ra Đình Đình sớm đã có tình cảm với Nhật ca ca rồi. Biết sớm thì tụi mình không cần phải phí lời khen huynh ấy nhiều như vậy ha. Mông mông yên yêu hình.
上夜飘伴残月，迷蒙蒙。